Đêm đã khuya rồi và bây giờ cùng mình đi săn đêm nha. Coi tối đêm nay bắt được con gì nha các bạn. Hồi chiều á thì thấy hang cua rất là nhiều. Và bây giờ đi soi nè, có nghĩa là đi bắt cua á. Cha mình đang ở phía trước đó các bạn. Đó, cha mình đang đi soi bắt gì đây. Có con gì chưa? Tên đâu? Ồ, đó, con mắt đỏ ngầu đó các bạn. Đó, đẹp đó. Một con. Đi kiếm các bạn ơi, kiếm. Tôm ơi, tôm đâu rồi? Tôm ơi, tôm. Ui, bụi tột bự quá nè, bắt ốp. Sao chập, con đèn cầm đèn led rồi, nó phóng nước luôn rồi. Kìa 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 kìa, nó lên đó kìa. Đó đó, bự như con ếch vậy á, ngay đó đó. Thôi bà chụp dính rồi. Đâu coi á. Đó, bụi tọt đó. Ô, đẻ nhỏ. Đẻ nhỏ, ê con đẻ nhỏ. Đẻ nhỏ các bạn ơi, sổ khô rồi giờ là. Đó. Con đẻ còn nhỏ nha. Nó đã chưa. Đẻ còn nhỏ. Đẻ nhỏ quá không bắt. Tha mày đó. Nó con tôm đó các bạn. Đó, tôm sú nghe không? Một em. Còn nữa không? Cua đâu? Cua bự không? Nhỏ. Cua nhỏ là thôi. Cua bự. Đó, nó trong đó đó. Một em nè. Ô sao dễ bắt cái gì? Đấy. Đây. Nguy hiểm, cẩn thận. Con mèo. Ôi, con thả à? Con mềm quá thả các bạn. Cua giống cua lộn không? Cầm cái ghim bò rồi sao bắt? Cầm thêm cái đèn led nữa. Đó. Tiễn em lên đường. Con nữa kìa. Đó. Đây. Khúc này có nè, làm như khúc này nó búng nè. Giống nó búng á. Búng vô đây nè. Đó, nó búng vô đó đó, mắt đỏ ngầu á. Đây con gì? Con cây. Kiếm các bạn. Nè, tôm nè mọi người. Tôm nè. Mình nghe nói bên đây có một con nữa. Ô con này nó bò lên bờ luôn. Nè, tôm sú. Nhớ tối này tôm sú không ta, không thấy tôm thẻ ta. Ban đêm quay á, màn hình ảnh có tối á, mọi người thông cảm nha. Cua con nè, con nhỏ nó nằm trong hang. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, đừng la lớn nó chui xuống hang cho mày chui luôn á. Không ho, đừng la lớn cho nó đừng có chui xuống hang, mình la lớn cho nó chui xuống luôn. Nè, cá đó. Cá. Đó. Rú đầu vậy á. Đây là bù tọt con nè các bạn. Để trang con ếch nè. Nhảy. Nhảy. Sao mày không nhảy? Đó, nhảy rồi đó. Ôi, chỗ đó nó có. Đi nãy giờ mới được một con nữa nè mọi người. Tôm gì đây? Tôm sú nha. Đó. bát bát rồi. Con này không có được nhiều. Cua cớp. Đó, một con bắt đã. Đó, ghê chưa. À. Mày làm gì tao? Đó. Kẹp banh điện thoại mọi người ơi. Kẹp cái là banh điện thoại á. Đẹp ha. Nhỏ quá thả mọi người ơi, tiếc quá. Bắt khía nè, bắt luôn, thả luôn. Tôm. Trời, dính rồi. Tớp lội kìa. Nhiều quá à, giỡn hoài. Đùa hoài. Tìm tiếp. Chạy. Sao mà không chạy? Má mày. Đó, nó chạy đó. Nó chạy đó mọi người. Chạy hết. Vậy nó nằm yên luôn, nó không chạy luôn rồi. Thôi mày không chạy tao chạy. Con cua khổng lồ mọi người ơi. Không biết bắt được không nha. Ới rồi. Dính không? Dính được cua khổng lồ rồi. Ê. Nó có ôm cặp con nào không? Cua nó bự á. Hay quá. Cặp mình là bị kẹp một phát rồi đó. Đùa với bố mày hả? Để xuống cái ra. Đó, cặp càng ghê không? Cua khổng lồ. Thêm cộng dây nữa hả? Đó là con. Chết em rồi. Con này có 800-900g nha. 800g. Cua 800g mọi người ơi. Hồi mình vô mình căng thử nha. 700g chắc cũng Đó, cua bự ghê luôn. Kết quả buổi tối của cha mình các bạn được bao nhiêu đây nè, được mấy con mù tột nữa, một con cua nữa các bạn, cua bự lắm. Và con cua siêu to khổng lồ nha các bạn, mình sẽ cân thử nó được bao nhiêu nha. Ồ, 700g đúng luôn nha mọi người, 700g đúng nha. Cua này được gọi là chưa gọi là siêu to đâu, mới có gọi là bự thôi. Và một buổi tối của cha mình với mình đi á, nãy giờ bắt được mấy con tôm, 2-3 con mù tột và được con cua rất là to nha. Đây, con cua rất to. Các bạn hãy để lại comment bên dưới nha, và cũng đừng quên nhấn vào đăng ký chuông để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye mọi người.